Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-xu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-xu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giê-xu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, vả lại chính là ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giê-xu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giê-xu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.